Lễ vượt qua của dân Do Thái gần đến, Chúa Giêsu lên Jerusalem. Người thấy ở trong đền thờ có những người bán bò, chiên, chim câu và cả những người ngồi đổi tiền bạc. Người chấp dây thường làm roi đánh đuổi tất cả bọn cùng với chiên bò ra khỏi đền thờ. Người hất tung tiền của những người đổi bạc, xô đổ bàn ghế của họ và bảo những người bán chim câu rằng: hãy đem những thứ này đi khỏi đây và đừng làm nhà cha ta thành nơi buôn bán. Môn đệ liền nhớ lại câu kinh thánh: sự nhiệt thành vì nhà Chúa sẽ thiêu đốt tôi. Bây giờ người Do Thái bảo người rằng: ông hãy tỏ cho chúng tôi thấy dấu gì là ông có quyền làm như vậy. Chúa Giêsu trả lời: các công cứ phá hủy đền thờ này đi, nội trong 3 ngày ta sẽ dựng lại. Người Do Thái đáp lại: phải 46 năm mới xây được đền thờ này, mà ông sẽ dựng lại trong 3 ngày ư? Nhưng người có ý nói đền thờ là thân thể người. Vì thế khi Chúa Giêsu từ cõi chết sống lại, các môn đệ mới nhớ lời đó, nên đã tin kinh thánh và tin lời người đã nói. Đó là lời Chúa. Anh chị em thân mến, trong 3 thế kỷ đầu tiên, người Có Đạo không có một đền thờ, ngay cả một nhà thờ cũng không có, và phải trốn chui, trốn lủi, tụ họp nhau ở dưới những cái hang sâu bên dưới thành Roma, ta gọi là hang Toại Đào, để mà giữ đạo giữ đó, rồi dâng lễ, rồi cầu nguyện, mà sống với nhau, giữ đạo ở dưới những cái hang Toại Đào. Rồi sau đó làm sao mà lại có được cái đền thờ? Joan Ladirano, đây là đền thờ đầu tiên mà lại là do vua của một vua của người Roma xây lên sau 300 năm cấm đạo. Thì lúc đó Constantino là vị vua của người Roma đem quân đi để chống lại Maxentius, là một ông vua khác có ý xâm chiếm nước Ý. Và trong lúc mà dẫn quân ra thì nhà vua nhìn lên thấy trên bầu trời có hình một cây thánh giá tỏa sáng và có một dòng chữ: cứ dấu này người sẽ chiến thắng. Thế rồi sau đó vua mới ra lệnh cho binh lính đều vẽ dấu thánh giá ở trên các cái vũ khí của mình, và rồi nhà vua đã chiến thắng. Và sau cái biến cố đó thì nhà vua bỏ cái hình phạt đóng đinh vào thập giá, bởi vì trước đây đó là một hình phạt đáng sợ cho các tội nhân, nhưng nay nhờ vào cái dấu thánh giá mà nhà vua đã chiến thắng, vua đã có được niềm tin và cùng với mẹ là hoàng hậu Elena đã trở lại đạo. Rồi để cảm ơn về cái chiến thắng, nhà vua đã cho xây cái nhà thờ đầu tiên là đền thánh Gioan Laterano, và ta gọi đó là nhà thờ chính tòa của Đức Thánh Cha, nhà thờ đầu tiên của giáo hội. Và mỗi một nhà thờ thì nói lên cái điều mà bình thường ra không nói chúng ta cũng biết rồi, đó là nơi có Chúa hiện diện. Và chính vì thế nhà thờ là nơi Chúa đến ở với chúng ta, mà cũng là nơi mà chúng ta đến để mà gặp Chúa. Chính vì thế mà chúng ta mới có một cái lời ví von: tâm hồn mỗi người là một đền thờ. Tại sao vậy? Tại vì Chúa ở khắp mọi nơi, nhưng mà Chúa vô hình, không ai biết được. Vậy thì những ai có Chúa trong lòng thì người đó là trở nên đền thờ. Và làm sao để có Chúa trong lòng đây? Chúa đã nói rất rõ: đâu có tình yêu thương ở đấy có Đức Chúa Trời. Nếu như trong lòng chúng ta là một
tâm hồn chan chứa tình yêu thương, thì có Chúa ở đó. Chúng ta dâng lễ tạ ơn Chúa xin cho chúng ta, để Chúa điều khiển tâm hồn chúng ta. Và cũng giống như ngày xưa Chúa đã dọn dẹp đền thờ Jerusalem, bởi vì không còn chỗ cho Chúa nữa, người ta đến đó để mua bán bò chiên chim cưu và đổi tiền bạc. Đúng ra người ta đến đó để gặp Chúa, nhưng mà họ đã không gặp Chúa mà để làm những việc khác. Tâm hồn của chúng ta nhiều khi không có chỗ cho Chúa ngự trị khi mà lòng tham, khi đam mê dục vọng nổi lên, và ta để cho đam mê dục vọng điều khiển con người của mình, để cho sự giận hờn thù ghét vân vân, và để cho tiền bạc nó điều khiển, và Chúa không còn chỗ đứng nữa. Ta xin Chúa tha thứ cho ta mỗi khi ta phạm tội, là một lần ta đuổi Chúa ra khỏi lòng ta. Phạm tội nặng là đuổi, còn phạm tội nhẹ là cư xử bạc béo, cư xử dựng dưng với Chúa trong tâm hồn. Xin Chúa tha thứ và xin cho chúng ta thực sự có Chúa trong tâm hồn khi chúng ta sống yêu thương nhau. Amen.